Xin chào các bạn, xin thưa các bạn, ván đấu giải danh thủ vô địch nhất và mạnh thần. Trong ván đấu này, danh thủ vô địch nhất là người cầm quân đỏ là quyền đi trước, và danh thủ mạnh thần là người cầm quân đen đi sau. Ván đấu được diễn ra tại giải cờ tướng Ngọc Hoàn Bôi toàn quốc Tượng Kỳ Tây Anh Tái năm 2017. Sau đây là diễn biến của ván đấu, xin mời các bạn cùng theo dõi. Cảm ơn bạn đã theo dõi, hãy nhấp vào đăng ký kênh và nhấp vào nút chuông để xem nhiều ván đấu hay nhất.